Chào mừng các bạn đến với buổi livestream niềng răng mắt cài sứ của bạn Khánh Ân. Răng hiện tại của bạn Ân đang bị hô, mọc không đều, bị lệch lạc. Và theo dự kiến của bác sĩ là sẽ niềng trong vòng 1,5 năm. Các bạn cùng đón xem sự thay đổi của Khánh Ân nhé. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn thì để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ hotline 0865 284 879. Địa chỉ nha khoa của mình là 415 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương. Xin cảm ơn.